các bạn ha. Hôm nay mình có một số mình đem ra ha, tại cũng không có thời gian nhiều đó quý vị. Thì nói chung là rảnh thì mình làm ra mấy cái review lại ha. Cái này là một số sản phẩm của mình về rồi. Cái này là cái jack của dòng B6 mà mình kết hợp cho, ví dụ mình xài 2 pin 3 pin 1 2 3 4 5 6 7. Ví dụ như các bạn có đồng pin là pin của 3S của 5000 đi, hay là pin 3S 5000 dòng xạ thì bao nhiêu 40 60 gì được hết nha. Nhưng mà các bạn cùng pin cùng dung lượng thì tốt nhất nha. Cùng pin cùng giờ thủy số, ví dụ như 3S là 3S luôn ha, 3S cùng dung lượng 5000 2 5000 2, bắt là kết quả về sạc ha. Đừng có sạc riêng lẻ nha, nó dễ bị kích cái pin nhỏ bị hư á. Và cái này chú ý nha, cho em hướng dẫn nó cũng có 1% tiếng Hoa và tiếng Anh ngữ ha, song ngữ. Cái này chịu có về đọc và dịch trên Google ha quý vị, nếu không biết các bạn dịch ra Google dùng mình ha, cho nó có Anh ngữ và song ngữ hay sao đó. Cái này chỉ có là Hoa ngữ, tiếng A tiếng Hoa thôi ha. Biển xe xung tên tờ bản bản kênh sử dụng tờ sổ. Cái này nói chung là nó là sách hướng dẫn thôi, là hộ hướng dẫn thôi, chứ chả có cái gì. Nói thực ra là mình khui ra, mình khui ra cho các bạn thấy thôi, chứ là lại làm mình nặng chụp thôi. Nếu mà nó còn trong một cái bao bì nên như thế này ha, nó sẽ gói một bao bì chống nước như thế này để các bạn dùng ha. Rồi ok, đây cái là B6 của mình, là B6 của dạng Supply RC ha. Dòng chính hãng ha, mình nhập là B6 V2 nha quý vị, không phải là mini nha, chú ý nha. Nhiều khách họ thắc mắc là tại sao dùng mini ha. Mình không dùng mini tại vì cái dòng dung lượng nhiều lúc mình xài cho những dòng pin lớn á thì nên xài B6 V2 hơn. Chứ mini này nó dòng hết tiết mày ở trong chỉ số tối đa là bao nhiêu đó, các bạn lên YouTube coi ha. Cái này là mình cũng xem sơ qua thôi. Đây dòng chính hãng của nó. Rồi. Một vấn đề nữa là bộ dòng 1.10 ha, sát sao của dòng last luôn, của đường nói luôn ha, 1.10 4x4 nè. 40 này là đều là kim loại. Đây là cũng màu đen nè. Màu đen luôn, đây là màu bạc. Về màu đen thì ai xài thì màu đen, ai thích màu đen thì dùng ha. Riêng về nó là một chất liệu kim loại rất là nặng tay. Nói chung nó có kèm 4 con ốc và 4 cái ốc dán, các bạn về gắn vô nó không bị, nói chung mình là cái test thì mình thấy nó độ bám thì rất là ok ha, nó không dễ bị trục đâu. Đây là một chất liệu kim loại của màu đen ha, của dòng Last ha, Chesha. Còn ai xài màu trắng thì màu trắng có vẻ nó cao cấp hơn một chút, vì nó cứ cái độ bóng của nó và cách là một cái hộp kim loại của dòng gì đó mà biết tiếng Anh nó là cái gì, nhưng mà nó là nói chung là nó một tích hợp một loại kim loại cao cấp hơn cái thằng này. Tùy các bạn thôi, có nhu cầu xài cái độ bền. Dịp luôn là cái pin của mình về rất là nhiều, riêng về cái thằng này nó bị sót lại là 10 viên ha. 10 viên của dòng 3000 của nó, có dòng 2S. Đây 2S các bạn thấy 2 cell 7.4V không? 2 cell 7.4V thì nó có dòng xạ là 60 ha. Đây là dòng xạ cao dùng cho các bạn dùng những dòng xe mô hình của WToy, là 1.12, 1.14, 16 đều được ha. Ai là xài của dòng RIT cũng được. Riêng những dòng chơi RIT của dòng 1.16, 1.14 là ok. Cái dòng này nó kết hợp về 60 rất là mạnh. Rồi ok các bạn ha. Đây mình nói mình khui ra cho các bạn coi ha, dòng Sky này, con này là về đua tốc độ speedometer ha, đua bằng tốc độ từ phiên bản của dòng Sky LC của dòng GNSS ha. Nói là để các bạn, để nói chung các bạn thường thấy người ta chơi nó để trên xe đó quý vị, để trên xe ha. Nó có cuốn hướng dẫn, một cái hướng dẫn ha quý vị. Đây một cái hướng dẫn mình gọi ra là đây là bạn tiếng Anh luôn ha. Nói chung là mình thấy bạn bè thì dùng cái này ở bên đó mà dùng cái này rất là ổn ha. Đây là phiên bản của tiếng Anh ha quý vị. Introduction Manual VSM 003. Đây là bản của dòng Master Spec VMSS ha, của dòng thương hiệu Squire NC chính hãng ha quý vị. Chính hãng thì tất nhiên nó phải có mã tem, đúng rồi. Đây mã tem ha, SN mã tem của nó 441. Còn hầu như là không có giống nhau, những cái mã tem cái là 438 nè, cái là 441 nè, nó không giống nhau nha quý vị. Đây dòng chính hãng thường thường có những bạn tem gọi là nổi bật ha. Rồi cái này các bạn chịu khó về coi ha, nghiên cứu ha. Ai có nhu cầu sử dụng ha, thì lâu dài nó nói chung là nó dùng cho các dạng như là xe nè, hoặc là máy bay nè, apply nè, vải cam nè đều được ha. Có thể dùng tàu luôn ha. Tàu thì các bạn để coi chừng vô nước ha, cái đó là các bạn chú ý ha. Tàu vải cam đồ máy bay rồi có thể dùng đo được tốc độ của nó, chiều cao và độ từ chiều cao của meter ha. Nói chung là con này về thiết bị là đo, thiết bị đo về tốc độ ha. Ok đây cái pin của nó, đây nó ghi là cái pin của Libo BPV ha, 200 mAh ha. Thời gian sử dụng tới 150 phút, tương đương là gần 3 tiếng đồng hồ hả quý vị. Bây giờ 3 tiếng đồng hồ tương đương 180 phút rồi.
phạm vi là sự ghi âm là khoảng 2 giờ ha, chơi rất là lâu, 1 megahertz là dòng 2 giờ ha. Đây là tích sóng bằng vệ tinh GPS ha, vệ tinh GPS. Rồi. Ok, mình mở nguồn cho các bạn coi ha. Đây. Đây thiết bị nguồn nè các bạn không? Nó lên. Rồi nó lên 113, các bạn cứ nhìn test ha. Sau đó bỏ vô ha. Bỏ vô cái xe, các bạn bỏ vô xe tàu hay là webcam của các bạn, nhấn mode nè. Nhấn mode chuyển qua chế độ. Rồi. Rồi chế độ best nè, cái đầu nè nó báo là bạn muốn coi bao nhiêu rồi nó hiện lên lúc mà ghi âm ha. Nhớ nha, trước khi enter record nè, record xong bắt bỏ vô xe. Các bạn bỏ vô xe xong rồi các bạn lấy ra, các bạn chế điểm đích là vị trí và điểm cuối. Các bạn có điểm cuối, các bạn đo tốc độ ra, các bạn mở cái máy ra nó sẽ nhấp vô cái enter nữa ha. Đây nút enter nè. Rồi nó sẽ hiện lên tốc độ lúc mà nó di động ha. Trước khi mà nó lên thì các bạn thấy cái dấu, cái con dấu mà đây. Tắt nguồn 3 giây ha. Đây off nè, bật nè, mình làm tóm lại cho các bạn. Rồi nó lên nè, ký hiệu lên 113, các bạn thấy không? Rồi các bạn thấy cái vị trí là số 0, vị trí là lúc mà mình đo ha. Rồi nên nhấn cái enter cái là nó hiện chữ record nè. Record nè, thấy chưa? Rồi vị trí đang ghi âm nè, đang ghi cái vị trí tốc độ. Rồi các bạn bỏ vô xe, các bạn đi xong rồi các bạn bấm, cái này phải test nhiều lần, phải học trên vui hướng dẫn là các bạn sẽ ra thôi. À, đây mình nói tóm lại cho các bạn gọn gàng chút. Rồi vậy nha, nó đơn giản lắm, không có gì đâu. Về công dụng như thế nào các bạn coi trong sổ hướng dẫn của mình, là mới cái cuốn hướng dẫn ha. Chịu khó đọc nha quý vị, ai chưa chơi thì chịu khó đọc qua test chơi ha. Rồi cái này là mình chỉ nói tóm lại thôi, còn việc test là giao lại cho các bạn thử ha. Đây hàng nguyên mới nguyên siêu. Hello các bạn ha, đây trên tay mình là dòng một số OSC ha, của dòng Surface không chọi than nha quý vị. Đây dòng 35V80A ha. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình ha. Số lượng về cũng chừng 5-10 bộ thôi, không có nhiều. Cái Surface cực bát của OSC của dòng Rolex không chọi than ha. Không chọi than thì các bạn phân biệt loại 2 giây và 3 giây. 2 giây là chọi than và 3 giây là không chọi than. Đây mình khui ra, ở đây nhập có chừng 10 hộp, 5 hộp thôi. Mình nhập 5-10 hộp tùy thôi, không nhập nhiều đâu, tại số lượng mình bán bao nhiêu mình nhập về thôi. Ai thích có hàng có sẵn thì đợi ha, còn không thì tình hình thì cứ đợi 3 tuần hay 2 tuần gì đó, tùy. Các bạn thôi nhập về mà, cho các bạn bán mà. Đây gồm Rolex ở SC nè, 35A nè. Dây là một dòng, bên trong nó có một cái cuốn hướng dẫn. Thường là bán buôn cái gì cũng phải có hướng dẫn cho người ta để người ta hình dung ra được và người ta chơi như thế nào. Cái đó, và chịu khó riêng thì mình cũng đem về mình đọc sơ qua ha. Không biết thì cũng phải lên Google dịch ha quý vị. Đây mình nói tóm lại cho nó gọn thôi, nó có phiên bản của dòng Surface đó. Đây thương hiệu của dòng Surface này, Hobby nè ha. Thì dòng này dòng chung này, thường thường bên đó cũng dòng tầm chung thôi. Nó không có gọi là cao cấp lắm đâu so với dòng Hobby Pro, Hobby Pro đồ những dòng khác. Nhưng mà nó tích hợp được cái giá tiền với người xài tiêu dùng ha. Đây 25A, 35A và 45-60 hai. Riêng mình cho được có 35A và 80A thì mình thấy hai cái này nó tích hợp cho dòng 3S và 2S chơi ha. Và dòng 80A mình tích hợp cho dòng 4S. Đây các bạn dò các bạn biểu ha. Đây chụp là nguyên bản 35A của mình nè ha. Đây 35A của mình. Mình thấy không? Đây nó có một cái tụ điện ha. Về vấn đề tụ điện này thì cũng đơn giản lắm, nó giúp cho các bạn gọi là nó giống như một cái cầu chì, cầu dao vậy đó, cầu chì vậy đó. Các bạn xài trong cái điện mạch mà trong bị chạm hay bị mát hay gì đó là nó có thể là nó là người chịu trận trước, nói chung là nó điều tiết được cái dòng điện trợ của nó ha. Rồi thứ hai là nói chung là nó có khả năng khống chế được cái mạch này. Đó, nó giúp cho bảo vệ cái mặt ở xe này ha, bên trong ở xe này thôi. Nói chung là vậy, nhớ nhiều bạn có nhiều bạn thích nó, tại sao có 2 ủ, 3 ủ. Thì tùy cái công suất của cái ủ đó, là ví dụ dòng 40 trở đi là cái ủ có 1 ủ thôi. Mà dòng 80 thì chắc chắn thì có 2 ủ hoặc 3 ủ. Thì ha, cái ủ điện này nó cũng quan trọng lắm. Nói chung là vậy. Rồi. 35A ha, mình xem là 35A là chế độ là 2 dòng Rolex 35A đây ha, còn 120 là tương đương là dòng chỗ than rồi, nó tương đương với dòng chỗ than rồi, không nói. Rồi xe thì các bạn dùng là 1.18, 1.16 và 1.14 là được hết ha. Đây chụp 12T. Rồi xong, 2 đến 3 cell là 2S, 3S, chú ý cái này thôi. Rồi dòng điện của nó là tối đa 5V ha, 5V sạc là được hết. Kích cỡ thì size dưới. Rồi xong. Mấy cái này chịu khó dịch ha, nói như thế nào, nói chung là tốt cho mình thôi. Mình chịu khó, mình lấy Google mình dịch mình xem ha. Đây mình xong, chuyển qua vấn đề
À, con này là xe dòng 14, 16, 18 là được hết ha. Chơi rít, chơi gì đó, chơi mô hình gì đó tùy tùy các bạn ha, kết hợp cho xe đó. Và động cơ là 3 pha. Tại sao mình nói 3 pha thì có 3 dây đã 3 nè. Đó. Còn hai chỗ thang có 2 dây pha, các bạn nhìn vô là biết rồi, nhiều người. Ok. Đây. Đây. Cũng có một số hướng dẫn nha. Spark này được thông dụng lắm rồi. À, các bạn thấy không? Một lọc kim nè, nó có vẻ nó chắc hơn cái đây. Đây là dây pin ha, đơn giản rồi, dây ESC ha, vô mạch của IGC ha. Rồi dây này là 3 pha nè, đó nó có vẻ dày hơn, đây là chắc cũng nhanh nhanh. Dòng này ok ha, cái này là đơn giản là nhìn. Còn cái dách của dòng 40 trở xuống là 35 chứ. 35 trở xuống là xài cho cái dòng mô tô, gọi là mô tô ba dòng nhỏ, mô tô của nó là của 2428 hay là 2430. Những dòng mô tô cỡ kích cỡ đó, dòng của 3S. Đây Spark. Đây 3 tụ luôn ha, mình có nói hồi nãy ha, từ từ 2 tới 3 tụ là dòng 80, 60 là 2 3 tụ ha. Rồi ok. Rồi mình coi hướng dẫn cho bạn luôn ha. Hướng dẫn cũng giống vậy thôi, không có gì khác biệt. Nó cũng dùng cho 80 thì bạn ít kích vào là từ 2 đến 4m ha. 4m các bạn lên được ha. Trục là 5.5T nè, chú ý cái này luôn ha. Rồi xe có thể là 1.10, 1.8 thì được hết ha. 1.10, 1.8 dòng A, dòng là ở xe là dòng 80 ha. Rồi xong vậy thôi. Còn mấy này các bạn chịu khó đọc để thu hồi kiến thức cho mình ha. Rồi mình xin phép. Ok ha. Đây một bộ của nó đi ha quý vị. Nè nó có một cái phần dách ở trong đó, các bạn chỉ cần xé ra kiểm tra xong là xé ra là được rồi. À nó dính chung là một bộ của nó set up nè. Đây là dách XT60. Còn không thì các bạn có thể dùng là bạn nào xài dách XT dách của dòng dách T thì các bạn cứ vừa mua bộ này ha. Trên đó mình có hai gian hàng hai bộ ha. Rồi có bán riêng nha quý vị, có bán riêng cái này luôn ha. Khi nào bạn nào muốn dùng thì bán riêng ha. Rồi đây mình khui ra cho các bạn. Đây cái này nó có cái dây của nó đây không, dây XT đây, dách T đây. Các bạn ghim vô cái nguồn này, ghim vô cái nguồn này, ghim vô đây ha, rồi ra cái dách T. Cái dách T này nó sẽ thấm vô đây, nó đẩy vô đây, bạn sẽ kết nối vô đây. Nhớ nha, ghim mặt vô đó. Rồi vô đây ha. Rồi một cái dây này nó sẽ đối đầu ở đây, à mình cho các bạn thấy ha. Rồi còn một cái dây nó nằm ở đây, trên hình có nè các bạn, mình có đưa lên các bạn nhìn thấy trên hình không, các bạn đưa đây rồi kết nối của dách. Rồi các bạn muốn ghim pin vô đây, ví dụ bạn mà ghim dách T đây, dách T đó ghim đây, và một cái dách ba lan nó nằm đây. Cái dách ba lan của 2S thì nó nằm đây, 3S thì nó nằm bốn lỗ kim, thì các bạn lưu 4S này, bốn đôi bên kim đây nó ghi cho SB nè, rồi đó không 2S 3S nó có ghi số hết nè. Đó phải nhớ nha, sạc pin thì phải dùng dung lượng 3S và 3S hết, chứ là sạc cùng 3S hết ha nha. 2S thì ra 2S, dùng dung lượng cùng chỉ số. Có nhiều dòng 3000 ampe, ví dụ 2S thì 2000, ví dụ dòng này đi, dòng pin của mình đây ha, pin của mình là 3000 của dòng 2S thì các bạn ghi ở đây, có nghĩa là các bạn ghi ở đây nè ha. À, cái lỗ ghi nhớ là ghi đúng nè, nhìn rồi ghi đây ha, 2S không, rồi 3000 thì các bạn ghi dòng ba lăng đây, dách ba lăng nằm đây, đơn giản ha. Rồi đó tiếp tục là bấm chỉ số lên sạc, sạc của dòng 2S, ví dụ có thể bạn dùng ở đây là một dách ở đây nữa là dách 2S, tiếp 2S bạn ghi ba lăng ở đây 2S đó, vậy thôi 2S ở đây, ở đây cũng có thể được luôn nè, 2S ở đây ha, tùy ha. Cái này là tối đa cũng được 4 cục pin cùng chỉ số ha. Rồi xong, sạc xong thì có chỉ số báo rồi các bạn rút ra thôi, rất là đơn giản ha. Con này rất ba lăng đơn giản. Rồi mình xin phép mình là xong rồi ha. Ở trên Shopee rồi là trên Facebook mình có bán, các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên mình cũng được ha. Rồi